do cái thói quen thôi. Có một thời gian dài là chúng ta mãi, nó khó khăn về mặt kinh tế mà. Cho nên chúng ta mãi lo cho cái dạ dày, chứ là lo cho cái ăn. Mà phần hồn vía thì bị bỏ đói. Tức là cả một thời gian khó khăn dài thì chúng ta có cái thói quen như thế. Lo cái ăn đã, lo cái dạ dày đã. Dạ. Chứ còn hồn vía thì bỏ đói. Cho nên khi trước khi mất thì cụ tổng bí thư, cựu tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ấy, có tổ chức một cái hội nghị văn hóa để nhấn mạnh cái vai trò của văn hóa. Khi cái ăn đã đỡ lo đi thì phải nghĩ đến cái văn hóa. Văn hóa mà không được chăm lo, nó biểu hiện ngay ra cái sự xuống cấp của đạo đức, của người với người, của thầy với trò, của bố mẹ với con cái, của anh chị em. Nếu như văn hóa không được bồi đắp thì nó xuống cấp về mặt đạo đức khủng khiếp, và nó gây ra những cái tai họa và làm cho xã hội dấy lên một cái sự lo lắng. Thế thì chính là để thấy rằng văn hóa nó quan trọng như thế nào, thì cũng không phải là bài thơ mới viết đâu, mà tôi viết từ lâu rồi. Thì với một cái tít ngắn thôi, cũng ngắn thôi, là SOS, tức là cấp cứu đi. Là tín hiệu của sự cấp cứu. SOS chấm than nhé. Thì bài thơ như thế này: hãy cứu hỡi chính quyền tôn giáo, cả chính quyền cả tôn giáo, hãy cứu hãy chính quyền tôn giáo để xác chúng tôi được chết trước hồn, chứ nếu để tâm hồn chúng tôi chết trước, vậy là lấy dây diều treo cổ như hoàng hôn. Hết. Cái này có được in ở đâu không? In chứ. In à? Ừ. Trong tập thơ thứ mấy? Trong tập thơ về cả tập thơ riêng và cả trên báo văn nghệ nữa. Bài thơ bác vừa nói SOS chấm than, tức là phải cứu cái văn hóa, chứ không có văn hóa nó chết thì nguyên. Hôm nay em đang ngồi ở đây, có rất nhiều đồ cũ, đồ xưa. Đây chính là một không gian văn hóa lưu truyền lại những cổ vật của các cụ. Vâng. Giá trị xưa không biết bao nhiêu, nhưng thái độ của ta, và như bác có điều kiện để đi rồi tiếp xúc lấy được những thứ đẹp lắm á. Em nhìn em cứ thấy đẹp thôi, còn chữ nho này em không biết đọc này. Vâng. Nhưng còn bức tượng này. Tượng này là mấy anh làm cái tượng Lê Chân ở phòng ấy. Bên này nhà điêu khắc thì đã khái họ làm một cái rồi đấy, coi như là đã, để chơi thôi. Vâng. Tranh ngô bức kia thì chắc là của Trung Quốc, đẹp lắm ạ. Mọi thứ trong này nó cũng rất là tinh tế. Đấy. Anh cứ giới thiệu, cứ nói thôi. Thế thì nó là những cái cổ vật từ thời Hán của Việt Nam. Vâng. Thì đến thời Đinh Lý Trần Lê, thế với lại một loạt đồ nữa là của Trung Hoa, thì cũng từ chủ yếu là Minh Thân, đại khái là như thế. Cái tranh này ai vẽ? Cái này của Lưu Công Nhân. Lưu Công Nhân, Thi Hoàng, Đom Đóm và Sao này. Còn đây là của ông Lưu Công Nhân vẽ ông Nguyễn Gia Trí. À, đây là của Lưu Công Nhân vẽ Nguyễn Gia Trí. Bức gốc, rồi em phải đi thật cẩn thận, không có là đụng chạm này. Để tôi lấy cái khảm xa cơ. Kinh tế gỗ thì thường thôi, đẹp quá, khảm xa cơ. Để mắt đến và thể hiện nó trong văn chương của mình. Cho nên nó may cho chúng tôi là những điều mà chúng tôi không nói được. Không nói đến và không nói được thì anh Tấn đã nói. Đã nói đến và nói được. Cụ thể như cái truyền cảnh năm 2000. Nó làm sinh động thêm cái con người và bản chất Hải Phòng rất nhiều. Thì anh Tấn là cái gạch nối của cái giai đoạn trước, cái giai đoạn Nguyên Hồng, người Nguyễn Đình Chi, cái giai đoạn ấy với chúng tôi. Và cái gạch nối ấy là cũng kèm theo một sự may mắn cho chúng tôi, rằng chúng tôi đi vào cái gạch nối ấy để trở thành những người làm văn học nghệ thuật của Hải Phòng. Thì cái gạch nối ấy cũng là cái gạch nối mà bồi đắp vào chúng tôi nhiều ở cái phía cả hồn vía lẫn thể xác, và
từ đấy mà sinh ra những con chữ. Hải Phòng có một dòng họ làm văn hóa văn nghệ là gia đình cụ Lê Đại Thanh phải không ạ? Với bác Lê Trức bây giờ ở đâu nhỉ? Ở trong thành phố Hồ Chí Minh, ở Hà Nội, còn Lê Trúc thì là ở thành phố Hồ Chí Minh. Vâng. Gia đình ấy cũng là văn hóa văn nghệ cả. Vâng. Tức là mấy thế hệ đấy. Vâng. Từ cụ Lê Đại Thanh là một nhà thơ hồn nhiên và rất Hải Phòng bằng cái giọng thơ sóng gió mà nó tạo ra những cái lớp vang vọng. Thế rồi thì sau cụ thì là nhà thơ thì có một số nghệ sĩ như Lê Mai, Lê Thanh. Thế rồi có một cái người làm sân khấu nhưng mà cái giọng nói, cái âm vực rất vang dội mà hay thuyết minh những cái sự kiện chính trị quan trọng ấy, là anh Lê Đại Chức. Hồi phó ở sân khấu đấy. Vâng, vâng. Thế còn Chức, còn Trúc thì là vẽ. Vâng. Thì là Banh Cưa. Thì đấy là cái gia đình, cũng là một cái gia đình mà kể cả về mặt chính trị thì cũng là một cái gia đình có đóng góp vào cái hình thành của Hải Phòng về cái tài sản tinh thần đấy mà. Thì cụ Lê Đại Thanh từng là ủy viên ủy ban thành phố Hải Phòng. Cụ đã có tên ở trong cái danh sách của những người lãnh đạo thành phố thời gian đó. Hay quá à. Mỗi một nhân vật đấy ta có thể làm những cái chương trình về họ. Thế còn cho đến lúc này thì nhà thơ đang còn giữ trọng trách gì trong các hội không? Thì hiện nay tôi cũng nghỉ cả rồi, nhưng mà chỉ còn mỗi cái việc là do Hội Nhà văn họ mời. Ồ. Và họ cũng trong một chừng mực nào đó là cũng là giao trách nhiệm, thì tôi còn tham gia là ủy viên hội đồng thơ của Hội Nhà văn. Của Hội Nhà văn Việt Nam. Vâng, thì phải làm thế. Dưới việc. Hội Hải Phòng thì còn không thì với Hải Phòng thì tôi không tham gia gì nữa. Không tham gia gì nữa. Đó. Chỉ đứng như một cái bóng cho các con cháu nó ngắm thôi. Vâng, thỉnh thoảng lên đại cái họp hành thì cũng có hai cái, một là thể lực sức khỏe cụ thể đấy, và hai là cũng có một chút kinh nghiệm về cái công việc văn hóa, về cái đúng rồi ạ, phải nhường cho lớp trẻ cũng có thể cũng có thể ra nhờ trao đổi. Rất nhiều các thế hệ biết không, thế hệ trẻ của Hải Phòng. Nhân tiện đây thì nói luôn cho độc giả biết rằng bác đã in bao nhiêu tập thơ? Tôi cũng không cụ thể đâu, nhưng mà nó trên 10 tập. Trên 10 tập thôi. Vâng. Thì biết ai yêu thích. Những cái tập này tuyển trường ca và thơ, nhà nước đặt hàng. Vâng. Tức không phải mình tự bỏ tiền ra. Vâng. Tức là có nhuận bút hẳn hoài đấy. Có nhuận bút không, tức là đặt hàng nhưng không được nhiều. Có bằng ấy thì ông dùng, nhà nước đặt hàng. Vâng. Thế còn cái giải thưởng này bác được tặng năm nào? 2007. 2007. Thế nào? Vâng. Vinh dự quá ạ. À. Giải thưởng nhà nước. Ông lúc ấy là Nguyễn Minh Chiết Ký. Có tác phẩm thơ 3/4 trái đất năm 80 này, Nhịp sóng 82 này, Gọi nhau qua vách núi Trường Ca năm 95, Bóng ai gió tạt. Gió tạt tập thơ 2001. Vâng, cũng đấy. Xuất sắc, có giá trị cao về văn học nghệ thuật. Vâng. Đóng góp vào cái nghệ thuật ca ngợi đất nước nhân dân, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Thôi chúc mừng bác. Vâng. Quá thật là đẹp, và nhìn cái không gian sưu tầm rất cầu kỳ, có thể nói là rất đẹp. Cầu kỳ lắm ạ. Vâng. Mà người ta có câu gì em nhớ mang máng đi nhé. Vâng. Cái gì cố vật tầm cố nhân như vậy? Tức là quý vật tìm quý nhân. Quý vật tầm quý nhân. Vâng. Như vậy, những quý vật ở đây nhiều lắm các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ bảo vệ, giữ gìn. Quả thật, quý vật tầm quý nhân. Không có gì có thể hay hơn câu đó trong cái không gian ngày hôm nay. Kênh Tiếng Vọng rất cảm ơn bác đã dành một cái thời gian để cho mọi người hiểu thêm cái không gian văn hóa của Hải Phòng nói chung và của đất nước mình nói riêng ạ. Một lần nữa em chúc sức khỏe bác. Vâng. Tiếp tục em thấy chắc là cái năng lượng sự sáng tác của bác vẫn còn dồi dào lắm ạ. Vâng. Và các bạn đọc, bản thân em cùng các bạn sẽ mong chờ những tác phẩm mới của bác. Một cây bây giờ là
đại thụ của Hải Phòng rồi.